lại quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì hiện tại là em đang ghép ba thiết bị âm thanh, đó chính là một cặp loa WeWood G2000 bản Pro, bản mới nhất. Hai là bộ micro không dây WeWood VK321. Và thứ ba là ở chiếc X7 đây sẽ có tích vang liền công suất tích hợp giải mã, chống chập chống cháy, có 4 cửa ra. Vâng, bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ qua những sản phẩm các bác nhá. Và ba sản phẩm này thì bên em đã có video rất là chi tiết và rất là kỹ lưỡng ở trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em rồi. Bây giờ em xin phép em được giới thiệu sơ qua thôi quý vị nhá. Đấy. Vâng, đầu tiên thì là cặp loa. Cặp loa này chính là cặp loa WeWood G2000 Pro phiên bản mới nhất của đời năm 2022. Được trang bị là một bát 30, hai âm trung. Hai âm trung sẽ cho lời ca tiếng hát thêm trong trẻo, thêm sắc nét và tròn vành rõ chữ hơn. Ba giải chép giấy. Đấy, ba giải chép giấy sẽ không gây cho người nghe, người hát karaoke một cảm giác chói tai. Và đây là dòng loa 6 đường tiếng các bạn nhé. Giá chỉ có 7 triệu đồng mà thôi. Đấy. Giá chỉ có 7 triệu đồng mà thôi và công suất maximum là 1400W. Vỏ thùng màu gỗ. Đấy. Linh kiện phụ kiện thì đều là của Mỹ và được lắp ráp tại nhà máy đặt tại Đài Loan các bạn nhé, được nhập khẩu nguyên chiếc. Giá 7 triệu đồng. Giá 7 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, cặp loa giá 7 triệu đồng. Tiếp theo, sản phẩm thứ hai đó chính là WeWood VK321, dòng micro không dây, chống rơi, cảm biến gia tốc, đầu mic thu nano kháng khuẩn, tay mic thì chống bám vân tay, được sơn phủ nano 3 lớp, chống chảy xước, tự động ngắt nghỉ, sóng khỏe ổn định, cách tầm 200m các bác bắt sóng vẫn vô tư các bác nhé. Đây là bộ micro không dây WeWood VK321 mà em vừa giới thiệu. Giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Còn phía dưới này là chiếc X7 đa sẽ ông có tích vang liền công suất tích hợp giải mã, chống chập chống cháy. Công suất cực kỳ là khủng. Đấy, công suất cực kỳ là khủng. Cặp chiếc X7 đa sẽ ông có tích này nó có thể đánh được 2 cặp bát 40 bình thường các bạn nhé. Rất là dễ chỉnh, dễ sử dụng. Đây, rất là dễ chỉnh, dễ sử dụng. Ở đây là chúng ta chỉnh về to nhỏ của mic. Ở đây chúng ta chỉnh to nhỏ của nhạc. Đấy, đây là intro. Vâng, chiếc X7 đa sẽ acoustic này là vang liền công suất tích hợp giải mã, chống chập chống cháy, có 4 cửa ra và có Bluetooth, có USB, có cổng quang và có 2 đường AUX cho chúng ta. Có đường đánh trầm ra riêng và có đường lai ra thiết bị khác. Đấy, có 5 đường mic. Giá 7 triệu đồng. Và cả bộ dàn âm thanh này, ba thiết bị giá 17 triệu đồng. Nhưng hiện tại bây giờ là bên em đang có chương trình khuyến mại tri ân các bác 1 triệu đồng. Giảm ngay cho các bác 1 triệu đồng là còn 16 triệu đồng, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ dây jack cho quý vị và các bác. Đấy. Bác nào mà ở bán kính từ 40km đổ lại bên em sẽ lắp đặt tận nhà các bác nhé. Vâng. Bây giờ thì em sẽ test thử tiếng micro, em sẽ test thử chất âm khi quý vị và các bác chúng ta hát karaoke bằng bộ dàn karaoke chuyên nghiệp này các bác nhé. Với bộ dàn này thì các bác chơi nhạc đa năng. Với bộ dàn này các bác chơi nhạc đa năng, các bác chơi được tất cả các thể loại nhạc. Đấy. Và các bác hát karaoke, trưng bày, xem phim. Đấy. Âm thanh thì rất là sống động và loa rất là đẹp. X7 ra sẽ có tích dễ dùng, dễ sử dụng và chống hú dính mic tốt. Và có rất là nhiều cổng vào cho chúng ta. Mic thì chống rơi rồi. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ test thử chất âm karaoke của bộ dàn chỉ có 16 triệu đồng này quý vị nhé. Nên
đây. Và các bác, và đây chính là bộ combo mà giá chỉ có 16 triệu đồng quý vị nhé. Đấy, vâng, đây volume chỉnh mic em đang để hướng chưa đến hướng 3 giờ đây các bác nhé. Chưa đến hướng số 3, xin lỗi các bác. Chưa đến hướng số 3, tức là nếu mà theo kim đồng hồ thì nó mới rơi vào hướng 8 giờ thôi các bác nhé. Mà các bác hát karaoke nó đã rất là thoát tiếng, thoang tiếng rồi. Đấy, bộ combo này thì đảm bảo với lại quý vị và các bác, khi các bác đã cầm mic vào, các bác hát karaoke rồi thì các bác không muốn buông tay khỏi mic nữa. Đó.
16 triệu đồng bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ dây dắt cho quý vị và các bác. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.